lần đầu tiên xuất hiện trên sóng VTV, Gia Bảo con trai MC Thảo Vân và nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với sự bản lĩnh và chững chạc. Trong chương trình Khách sạn 5 sao, Gia Bảo thể hiện sự thành thật và vui vẻ, khiến cả MC Trung Rùi và Thanh Hương ngạc nhiên. MC Thảo Vân hào hứng chia sẻ, tôi vui khi con lần đầu lên sóng trò chuyện với MC rất ổn. Con thành thật, vui vẻ và chững chạc, thêm một kỷ niệm đẹp của hai mẹ con. Khán giả gợi ý Thảo Vân nên hướng con trai nối nghiệp bố mẹ, nhưng cô cho biết mục đích chính là để Gia Bảo hiểu công việc của mẹ và để ngỏ khả năng cậu bé có thể trở thành diễn viên như bố. Gia Bảo, sinh năm 2005, hiện đang học tại trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi cặp đôi Thảo Vân và Công Lý chia tay, Gia Bảo ở với mẹ,